Xin chào tất cả các bạn học viên của Bùi Nguyễn Makeup cùng nhau tỏa sáng. Với bài học ngày hôm nay thì Bùi Nguyễn sẽ truyền đạt cũng như là giới thiệu đến tất cả các bạn học viên của lớp Bùi Nguyễn Makeup những cái dụng cụ và cách sử dụng của những dụng cụ trang điểm nó phù hợp với từng khuôn mặt cũng như là nhiệm vụ và chức năng của từng loại dụng cụ. Có thể là khi mà các bạn trang điểm thì các bạn có thể là biết là đây là một thỏi son, đây là một hộp phấn nhưng các bạn không biết sử dụng như thế nào. Và một bộ cọ cá nhân nó sẽ bao gồm bao nhiêu cây và những cái cây cọ nó sẽ có chức năng và nhiệm vụ ra làm sao. Thì hôm nay Bùi Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Dụng cụ trang điểm đầu tiên mà Bùi muốn giới thiệu đến tất cả các bạn học viên đó chính là bộ cọ cá nhân. Tùy theo từng sở thích cũng như là tính cách của từng người mà chúng ta lựa chọn cho mình những bộ cọ cá nhân khác nhau với những màu sắc khác nhau. Bộ cọ mà Bùi muốn hướng đến cho các bạn hôm nay là bộ cọ cá nhân tiêu biểu nhất. Nó bao gồm có rất là nhiều cây cọ được thiết kế rất là nhỏ xinh, vừa phù hợp với việc là để trong túi sách này hoặc là mang đi du lịch đều rất là tiện dụng. Cây cọ đầu tiên có thiết kế khá là to thì cây cọ này có tác dụng là đánh má hồng hoặc là làm shading cho khuôn mặt gọn hơn. Cây cọ thứ hai có đầu dài và vát như thế này, nó có tác dụng là làm phủ phấn cho khuôn mặt của chúng ta để cho khuôn mặt của chúng ta có một lớp phấn rất là mỏng mịn. Cây cọ tiếp theo, cây cọ mà có thiết kế vát như thế này, nó sẽ có tác dụng làm highlight giúp cho khuôn mặt của chúng ta bừng sáng hơn ở những điểm ví dụ như là vùng chữ T hay là vùng gò má hoặc là vùng cằm. Cây cọ có những cái sợi cọ mà nó chắc và thiết kế dẹt như thế này là chuyên để dùng đánh những dạng giống như là dạng kem và cream. Ví dụ là chúng ta có thể dùng để đánh má hồng dạng kem hoặc là đánh kem nền. Cây cọ này có tác dụng là làm cho sống mũi của chúng ta nét hơn và sống mũi của chúng ta cao hơn. Cây cọ mà có thiết kế nhỏ ở phần đầu và bản hơi dẹt như thế này là cây cọ dùng để chuyên đánh bầu mắt. Cây cọ mà đầu hơi tròn và thân cọ khá là dài, nó có tác dụng là đánh hốc mắt và tản đường hốc mắt giúp cho khuôn mắt của chúng ta có chiều sâu hơn. Cây cọ này cũng giống như cây cọ đánh sống mũi nhưng mà nó sẽ làm cho đường sống mũi của chúng ta mềm mại hơn. Cây cọ nhỏ xinh mà có đầu vát và dẹt dài như thế này, nó sẽ có tác dụng là nhấn đường mí mắt giúp cho khuôn mắt của chúng ta có một đường eyeliner mềm mại. Cây cọ có bản to nhưng mà dẹt và ngắn như thế này, nó có tác dụng là nhấn đường mí mắt dưới giúp khuôn mắt của chúng ta tròn và có chiều sâu hơn. Cây cọ mà có một đầu vát và một đầu cao hơn, một đầu thấp hơn, có dáng dẹt như thế này dùng để chúng ta tán bột lông mày giúp cho cái khuôn lông mày của chúng ta mềm mại hơn. Và cây cọ cuối cùng là cây cọ có thiết kế như trên, các bạn đã nhìn thấy hình ảnh chưa ạ? Cây cọ này có tác dụng là tán màu son lên khuôn miệng của chúng ta giúp cho màu son bền màu cũng như là mướt hơn trên khuôn miệng. Và vừa rồi Bùi Nguyễn đã hướng dẫn các bạn đến công dụng cũng như là thiết kế của từng cây cọ trong bộ cọ cá nhân mà theo Bùi Nguyễn nghĩ rằng đây là một bộ cọ tiêu biểu nhất và đầy đủ nhất trong tất cả những bộ cọ từ trước đến nay. Và mong rằng các bạn sẽ nhớ và bổ sung đầy đủ cái bộ cọ cá nhân của mình để đạt hiệu quả cao trong vấn đề trang điểm. Ngoài ra trong việc trang điểm thì còn có rất là nhiều các dụng cụ khác nhau, ví dụ như là kẹp mi. Kẹp mi nó sẽ có tác dụng là làm cho đường lông mi của chúng ta cong đều hơn và để khi chúng ta chút mascara lên thì khuôn mắt của chúng ta nó sẽ tròn và có chiều sâu. Trong việc trang điểm thì không thể nào mà không có được một cây bút chì kẻ mày, đúng không nào? Bút chì kẻ mày sẽ giúp cho cái khuôn lông mày chúng ta nét hơn cũng như là làm cho khuôn mặt của chúng ta cảm giác là có điểm nhấn hơn trên khuôn mặt của chúng ta. Một thiết kế của chì kẻ lông mày thường thường sẽ có hai đầu, một đầu là dạng chì để tạo khuôn, còn một đầu là dạng chổi để tán cho phần lông mày của chúng ta mềm mại hơn. Và vừa rồi Bùi Nguyễn đã hướng dẫn đến những cái dụng cụ cơ bản trong việc trang điểm đến tất cả các bạn. Rất mong các bạn sẽ ghi nhớ và trong những tiết học lần sau thì các bạn sẽ sử dụng thành thạo những cái dụng cụ này. Nhất là bộ cọ trang điểm cá nhân thì các bạn sẽ phân biệt được và nhớ được những cái tác dụng cũng như là cách dùng của từng loại cọ để chúng ta thực hành các bước trang điểm một cách thuần thạo nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tiết học lần sau.